Thủy điện Đắc Pla Ba được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc tại tỉnh Kon Tum năm 2020. Vị trí dự kiến xây dựng nằm trên sông Đắc Pla, đoạn qua xã Đắc Pla và Đắc Rơ Hoa, thành phố Kon Tum. Tại xã Đắc Rơ Hoa, vị trí xây dựng nằm ở làng du lịch Kon Ko Tu, cách trung tâm làng khoảng 2 cây số theo hướng lên thượng nguồn. Khi hay tin một thủy điện sẽ được xây dựng tại làng Kon Ko Tu, người dân tại làng du lịch Kon Ko Tu thuộc xã Đắc Rơ Hoa, thành phố Kon Tum, chủ yếu là người đồng bào Ba Na, cho biết họ không đồng tình. Chắc anh cũng phản đối, bởi không biết thủy điện có lợi hoặc là có hại cho dân làng á, cái đó chú cũng không rõ. Nếu mà chắc chắn sau này nếu mà có làm thủy điện chắc cũng ảnh hưởng, sau này đường đi về rừng về rơi chắc ngập hết. Theo chị á thì không có muốn người ta xây ở đây. Cái thứ nhất là sợ dân làng, cái thứ hai nữa sợ cái ruộng đất người ta ở trên kia nó lấp hết, dân làng ở đâu nữa, dân làng ở đây không muốn, không thích, nó sợ thân nước lớn sợ rồi, mà hai thủy điện mới xả luôn một lần nữa thôi luôn. Về phản đối sắc nhà làng mà sao làng nếu làm thủy điện đó nước bể là làng này sao chẳng chết đó. Nhiều dân làng chia sẻ họ chưa nghe chính quyền giải thích việc xây dựng thủy điện ra sao, khi nào bắt đầu và quy mô như thế nào, nên không biết thông tin cụ thể. Không có nghe nói gì hết, không nói năng với dân làng gì hết. Nghe như vậy thôi, nghe mấy anh em người kinh buôn bán trong đây, nó nói thì dân làng cũng không biết. Nghe thông tin trong con buồn á, nó kêu là sau này làm thủy điện trên đầu làng, như vậy. Có, mà tháng 9 năm ngoái người ta đi coi cái đất ở trên đó được hay không nữa. Chứ bữa nay cũng chưa nghe ngóng gì hết á. Tại vì ở làng thì ở dưới, nếu mà làm một cái này nữa trên kia đó, trên kia có một thủy điện luôn cũng ảnh hưởng với dân làng hơi khó khăn. Người ta chưa có nước giếng ở nhà ít, bữa nay nói chung làng này cũng còn nghèo rất là nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần nghe đến thủy điện là họ sợ, cái hại nhiều hơn cái lợi, và ám ảnh việc thủy điện xả lũ, dân làng sẽ không còn nhà, đất để ở. Nghe thông tin là có như vậy, nhưng mà cái đó chú cũng không rõ lắm, bởi làm thủy điện ngay đầu làng chắc sau này sợ nó có ảnh hưởng đến cái đường đi làm, sợ cái nước nó lớn nó lũ hoặc là nó còn đẩy cái thủy điện á. Trên kia cũng có rồi, cách đây là gần một cây số. Thì nghe cái trưởng thôn á, ông kêu là nếu mà như vậy dân làng phải kiến ý kiến cấp trên. Sợ chưa? Sợ cái nước lũ quá. Nước lũ nếu mà họ xả luôn một lần cái làng này cũng bể hết đó. Có hồi tháng 9 đó tới chỗ kia luôn mà đó, hay tới chỗ đó ai chị đi lên rừng để làm cái này cái kia đâu có được. Ở dưới này không có cái đó, còn đường đi nó hơi khó khăn. Còn phản đối không ai chấp nhận hết cái đó, tại vì ở dưới này nói chung nếu mà xây thêm ở chỗ này nữa còn dân làng ở đâu, tại vì đất đai cũng hẹp hòi, bữa nay không có nữa. Cái đó họ chưa nắm rõ về tình hình này, người ta có xây được hay không, tại vì dân làng phản đối không cho đó, người ta xả hết tới chỗ kia xả luôn một tại đâu có kịp. Sợ cái này làm chỗ trên cái này, sợ mai mốt thì người ta tha này, làm chỗ gần làng này sao được, không được sợ người ta tha nước đó bê thì làng mình ở đâu nữa. Chưa biết nữa. Sợ thủy điện là sợ nó bể thủy điện là chắc trong làng thì chắc hết luôn, chạy được đó, không ai núi không cho mà. Ở đây có nhà rồng, có ban đêm mình sợ là đập bể chắc chạy đâu, đang ngủ là bị đập rồi giờ chắc chết luôn. Sao luôn trên kia xã cùng mạnh như mà thân chú cũng người mà cùng không cho. Ông A Đưng, trưởng thôn Kon Ko Tu, cho truyền thông biết tại buổi tiếp xúc cử tri hôm ngày 10 tháng 1 năm 2022.
Ông cũng đã có ý kiến về việc bà con không thống nhất với đồ án quy hoạch xây dựng thủy điện ở làng. Ý kiến này đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đắc Rơ Oa tổng hợp báo cáo lên đảng ủy xã và các đơn vị có liên quan. Cuộc sống người dân tại làng Con Cơ Tu còn khá khó khăn. Ngoài nguồn thu nhập từ du lịch, bà con chủ yếu làm nông. Nhưng 2 năm dịch COVID-19 vừa qua, dịch vụ du lịch cũng như nông nghiệp ở đây đều không phát triển, khiến đời sống bà con càng khó khăn hơn. Trước thì nhiều, bữa giờ thì ít lắm. Tại COVID-19 đó, sợ. Ta không đi, khó khăn. Làm mì cũng chết, khoai mì nó thúi. Sợ mình nghèo thì không có thuốc chữa, không có oxy thì chết chứ. Được biết, theo quy hoạch, thủy điện Đắc Pla Ba có công suất 8,6 MW, diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng là hơn 84 hectare. Đây là công trình cấp 3, gồm đập dân kết hợp xả lũ và tuyến năng lượng. Trong đó, đập dân và đập tràn nằm trên sông Đắc Pla, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 300 tỷ đồng. Hôm ngày 18 tháng 2, trao đổi với truyền thông, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum cho biết, dự án đang trong quá trình khảo sát. Song quan điểm của thành phố là những gì tác động, ảnh hưởng đến đời sống người dân thì không nên thực hiện. Bởi mọi người cũng biết rằng làm thủy điện nhiều quá không tốt, đặc biệt là ảnh hưởng đến làng du lịch.